Chào các bạn. Và tiếp theo trong cái video hướng dẫn của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký và xác thực tài khoản để kiếm tiền với sàn Coinbit. Và trước khi đi vào cái nội dung chính của video hôm nay thì xin mời các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh của tôi và chia sẻ video này tới 3 người bạn để nhận được cái video mới hàng ngày và sẽ được vào cái nhóm bí mật để kiếm tiền cùng với chương trình của chúng tôi. Cái link đăng ký để mà đăng ký cái dự án này thì tôi để dưới cái phần mô tả của video nhé. Để mọi người cùng bấm vào cái link dưới cái phần mô tả của video để chúng ta cùng thực hiện luôn. Đây là một cái chương trình tiếp thị liên kết Coinbit rất là tuyệt vời. Đến cái thời điểm hiện tại thì đó là một cái kèo đang phải nói là cực ngon trong cái năm 2020 này. Nếu bạn mà chưa tham gia thì chúng ta hãy nhanh tay tham gia ngay vì nó là một cái cơ hội nhiều năm mới có một lần. Đăng ký tài khoản Coinbit nhận 30.000 CNG qua cái link giới thiệu của tôi. Và cái link giới thiệu, một link đăng ký tôi để dưới cái phần mô tả của video. Chúng ta phải đăng ký qua cái link của tôi thì chúng ta mới được cái số tiền này. Còn nếu chúng ta không đăng ký qua link thì chúng ta sẽ không được cái số tiền như thế này. Và sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào mail để xác thực cái thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh thư nhân dân hoặc là cái hộ chiếu. Và cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ lấy cái link affiliate của các bạn và rút gọn lại cái link đó cho nó chuyên nghiệp hơn, và chúng ta sẽ lấy cái link này đi giới thiệu cho bạn bè người thân, gửi cho 5 bạn bè hoặc là càng nhiều thì càng tốt, cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn. Và chúng ta quay lại cái video này, chúng ta copy cái đường link của cái video mà tôi hướng dẫn ở đây để gửi cho các bạn bè người thân để biết cách để chúng ta để người ta cũng đăng ký cái sàn Coinbit này. Và sau khi chúng ta đã làm được rồi thì chúng ta có thể là comment ở bên dưới nếu chúng ta đã xong bước 4 rồi để chúng tôi là tiện để giới thiệu và hướng dẫn các bạn nhiều hơn. Thì sau khi mà click vào cái link dưới cái phần mô tả thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái trang đăng ký tương tự như thế này. Đây. Thì chúng ta dòng đầu tiên là chúng ta điền cái địa chỉ mail của chúng ta vào. Dòng thứ hai là chúng ta nhập mật khẩu vào. Và dòng tiếp theo này, chúng ta cũng nhập lại mật khẩu tương tự như thế. Rồi, ở dưới này chúng ta chú ý này, chúng ta bấm vào cái ô vuông này. Đấy, bấm cái dấu tích vào cái ô vuông này. Và bấm vào chữ sign up ở đây, tức là đăng ký ở đây. Và ở đây chúng ta thấy có một cái hình ô ở đây thì chúng ta kéo cái hình này cho nó khớp với cái ô này. Này, chúng ta kéo vào. Rồi, bây giờ như thế là chúng ta đã đăng ký xong rồi. Đây là cái thông tin để chúng ta đăng nhập. Thì bây giờ chúng ta phải vào mail để chúng ta xem cái thông tin của chúng ta để xác thực cái tài khoản này. Đấy, rất là nhanh, sàn Coinbit đã gửi ngay mail cho chúng ta. Bây giờ chúng ta bấm vào đây để chúng ta xem cái thông tin của chúng ta. Đây là tiếng nước ngoài cho nên là ta phải chuyển sang dịch thư này. Đăng ký tài khoản này, chào mừng bạn đến với Coinbit này. Nếu bạn hoàn thành mẫu đăng ký của chúng tôi và bạn đang mong đợi mail này, vui lòng nhấp vào nút bên dưới để đăng ký xác nhận, thì chúng ta xác nhận đăng ký của chúng ta vào đây. Đây, chúng ta bấm vào đây để xác nhận này. Rồi, như thế là đã xác nhận thành công rồi. Chúng ta có thể là bấm vào đây để chúng ta đăng nhập vào tài khoản của chúng ta. Rồi. Đấy, hai cái này là như nhau, chúng ta có thể tắt đi một cái. Chúng ta đăng nhập lại với cái mail mà chúng ta đã đăng ký. Rồi cái mật khẩu này. Rồi chúng ta bấm vào login ở đây.
Rồi, chúng ta kéo cái này vào cái ô đây. Chỉ cần vài phút và chúng ta đã đăng ký thành công, xác thực thành công cái tài khoản trên cái sàn Coinbit này. Thì đây là cái giao diện của cái sàn này. Chúng ta có thể vào cái mục chỗ này để chúng ta chuyển sang tiếng Việt. Đây xem là trong này có phần tiếng Việt không, nếu không có. Đây có phần tiếng Việt đây, chúng ta chuyển sang tiếng Việt. Rồi. Chương trình giới thiệu này. Đây. Chúng ta thấy là cái tiền thưởng của chúng ta khi mà chúng ta đăng ký thành công thì chúng ta sẽ được nhận là 30.000 CNG. Chương trình giới thiệu là nhiều lợi nhuận. Bây giờ mỗi người dùng đăng ký của bạn liên kết giới thiệu nhận được là 30.000 này. Bạn có một tiền thưởng tạo ra trong 30.000 bởi mỗi người dùng mà bạn mời. Đấy. Mức độ giới thiệu là 5 tầng thì chúng ta sẽ hưởng hoa hồng trên 5 tầng. Tầng thứ nhất là chúng ta sẽ được nhận là 30.000, tầng thứ hai 15.000, tầng thứ ba là 7.500, tầng thứ tư là 5.000 và tầng thứ năm là 2.500 CNG. Và đây chính là cái link giới thiệu của chúng ta, đây liên kết giới thiệu đây. Thì chúng ta copy lại cái link này. Để chúng ta bấm vào đây, như thế là đã copy rồi và chúng ta sẽ đưa ra ngoài để chúng ta. Đây, chúng ta để đây và ta sẽ đi rút gọn cái link này lại. Để rút gọn thì ta có thể lên cái trang là bit.ly.com để chúng ta rút gọn cũng được. Đây, chúng ta dán cái link của chúng ta vừa copy vào đây để chúng ta bấm vào chỗ này để chúng ta rút gọn cái link này lại. Đấy, chúng ta thấy là link đã ngắn lại rồi, nhìn nó cũng đẹp hơn. Thì chúng ta copy lại cái đường link này. Này cái link này. Để chúng ta copy lại này. Đây. Đấy, đây là cái link giới thiệu của chúng ta. Chúng ta lấy cái link này đi để chúng ta giới thiệu cho mọi người. Đấy. Ngắn hơn, nó không dài dòng như ở đằng trên này. Thì cái rút gọn link thì mọi người nhớ lại cái trang này để chúng ta làm nhé. Và cần cái mức giới thiệu giao dịch thì mức độ thứ nhất là ở 25% này, thứ hai là 15% này. Trên một lần mà người ta giao dịch đấy thì các bạn sẽ được cái phần trăm hoa hồng từ các cái lần mà các cái F1, F2, F3, F4, F5 của mình người ta giao dịch thì chúng ta sẽ được các hoa hồng phần trăm như thế này nữa, ngoài cái việc mà chúng ta hưởng trên cái thành quả mà giới thiệu rồi. Còn rất nhiều các cái chương trình mà giới thiệu và kiếm tiền khác ở trong cái dự án này. Tuy nhiên thì đối với chúng ta thì chúng ta kiếm tiền bằng cái hình thức giới thiệu này cũng đã là rất tốt rồi. Đây, chúng ta có thể vào đây để chúng ta xác minh một số các cái thông tin của chúng ta. Cái quy trình xác minh chúng ta để ý này, đây là tên này, rồi tên đệm này, họ này, rồi quốc gia, thành phố, địa chỉ, đường, nhà ở, số nhà, mã zip. Thì chúng ta sau đó là chúng ta điền đầy đủ các cái thông tin này vào. Này ví dụ như tên tôi là Lực này, chúng ta làm luôn này. Tên đệm là Văn này, họ là Lê này. Còn đây là nam giới này, sinh ngày sinh tháng này, ngày này 19 này,
quốc gia này, chọn là Việt Nam này, là kéo xuống dưới cùng với Việt Nam là âm đầu là vờ, cho nên nó nằm ở cái cuối cùng. Đây Việt Nam này, thành phố này, Thanh Hóa này, Hưng Yên, Minh Sơn, Ngọc Lặc rồi đấy. Này tôi không có số nhà, có địa chỉ đường phố như thế nào thôi, mà zip của chúng ta là đối với Thanh Hóa là 440.000. Đến cái phần nhà ở này thì ta nhập bất kỳ một cái số nào vào đấy cũng được. Ví dụ tôi nhập cái số vào đây là 21 chẳng hạn, thì nó không hiện lên nữa. Số nhà thì bây giờ không có số nhà thì bây giờ tôi bấm vào gửi thử xem có được hay không. Đó, như thế là được rồi. Thì số nhà này tôi không có cho nên tôi không nhập vào. Còn ở cái phần tài liệu này thì chúng ta thấy là hộ chiếu hoặc là chứng minh nhân dân hai mặt trước sau. Thì ta có thể là xác minh bằng chứng minh nhân dân cũng được. Thì ta bấm vào đây để chọn. Đây chứng minh nhân dân đây. Hai mặt trước sau thì ta bấm cả hai cái vào. Còn cái này là phải chọn tiếp một cái nên là vui lòng cung cấp ảnh chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn trong cùng bức ảnh có tham chiếu đến coi mít và thể hiện ngày hôm nay. Thì cái này là tôi cũng chưa kịp chụp cho nên là ta có thể ta xác minh cái phần này sau. Nên là cái phần này ta sẽ xác minh sau. Đây với phần chung này, ta xem cái phần chung này, cài đặt người dùng. Rồi bảo mật này. Rồi. Một số các cái chương trình như thế thôi, còn bên này là cái phần mà giới thiệu thì cũng đã nói với các bạn rồi, chúng ta copy cái link để chúng ta đi giới thiệu. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công cái sàn Coinbase này rồi và chúng ta cũng đã được thưởng 30.000 CNG. Và cái nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ đi copy cái link giới thiệu của chúng ta rút gọn lại và đi chia sẻ cho 5 người bạn hoặc là nhiều hơn càng tốt. Và sau đó là chúng ta sẽ là copy cái đường link video của chúng tôi chia sẻ cho những người đó để người ta thấy được là cách để người ta đăng ký cái tài khoản này và xác thực tài khoản này như thế nào. Và trong cái quá trình thực hiện nếu như còn băn khoăn hay thắc mắc với vấn đề nào, các bạn còn chưa hiểu về cái chỗ nào thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại cái lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ hướng dẫn giải đáp lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và bây giờ những bạn nào còn chưa đăng ký, các bạn hãy xuống dưới phần mô tả của video chúng ta click vào cái link đó để chúng ta đi đăng ký một cái tài khoản để chúng ta kiếm tiền. Và trong cái video sau thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta bảo mật và xác minh tài khoản này như thế nào. Cách để chúng ta kiếm tiền với cái chương trình này như thế nào chúng tôi sẽ nói sâu hơn ở video lần tiếp theo. Cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của chúng tôi.